Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì mọi người yêu cầu mình cho là Ngọc quá trời luôn á. Thì cũng lâu lâu mình sẽ xen vô một vài video mà của hai chồng mình để cho mọi người xem nha. Thì giờ này nó nằm nó chơi game liên tục luôn mọi người. Tối tối về nó chơi game bỏ bê riết, không có trả bài, trả bổng gì. Riết gọi nó bực bội cho mọi người, bứt rứt lên lướt TikTok gặp mấy cái bà, gặp mấy cái chị này nhảy tới nhảy lui trời ơi, nhất là gặp mấy bà Mỹ chịu không có nổi luôn mọi người. Bà nào bà nấy hết đít trời ơi, nó chà bá nhìn muốn chảy nước miếng vậy đó mọi người. Đấy, giờ thêm một cái nữa là nó lo chơi game không, không bài bổng không bao giờ trả. Đấy, thì hôm nay mình sẵn đây mình sẽ chọn nó luôn nha mọi người. Đấy, mọi người biết mình chọn gì không? Thôi sẵn giờ cho mọi người biết luôn đi. Thì bữa nay mình sẽ đòi đi thiến luôn, không cho nó xài nữa. Đòi đi thiến mà thử coi nó phản ứng như thế nào nha mọi người. Đấy, không chịu trả bài giờ đi thiến đi. Chứ để không làm gì lên lướt TikTok lát nó ngay cây cơ vậy nè. Chịu sao nổi. Ô là trời, mấy ông nội thử, mấy ông nội lướt gặp mấy bà đó thử ơi, chịu nổi không? Mà sao điện thoại tôi toàn hiển thị bà đó không chứ mới ác nữa. Đấy, ok thì để một chút xíu nữa bà đi vô nha. Giờ đang ở trong phòng con mình trọng ấy. Đấy, giờ lát nữa nó vô mình sẽ đòi đi thiến. Mình sẽ điện bác sĩ hỏi giá này kia hết nha. Ok thì mọi người hãy đón xem video này của mình nha. Ok vô. Alo bác sĩ à? Thầy cho em hỏi là cái chi phí mà mình thiến bỏ luôn á bao nhiêu vậy bác sĩ? Ủa thiến chó hả? Mình tự thiến cũng được vậy? Ủa thiến chó hả? Mình tự thiến cũng được vậy? Ủa mà tại sao phải thiến? Dạ. Thiến bỏ mẹ đi chứ không ai xài hết trơn á. Tối ngày nó nằm chơi game xong rồi cái nó lăn đùng rồi đó nó ngủ. Xong rồi nó chơi game tiếp rồi cái nó ngủ ăn rồi nó chơi game không à, nó không có làm không sử dụng biết rồi giờ để làm gì lên tối ngày lên coi TikTok và nó nhỏ nhảy ẹo 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 đó đứng gần chết vậy đó rồi giờ không sử dụng mà thiến mẹ chứ làm gì vậy. Ủa là của em đó hả? Ủa là thiến của anh đó hả? Dạ giờ coi như không được chứ bây giờ thiến mẹ chứ để nó không xài để làm gì. Rồi bác sĩ có gì em liên hệ lại sao nha, nhớ nhắn tin cái giá qua cho em nha. Vô duyên cái gì? Bây giờ lộ người ta nói ngày á, nằm chơi game đã, xong rồi lăn đùng ra đó ngủ, chơi game tới 11-12 giờ. Trời có chơi game tối ngày đâu, ban ngày em đi ban quay. Ngày đi quay rồi, ban đêm không có làm cũng mẹ gì hết trơn á, thiến mẹ đi. Để làm gì tối ngày lên coi mà lướt TikTok chút xíu thấy mấy nhỏ nó lướt ẹo ẹo hả, nó cứng gần chết gì nè. Rồi để không có làm gì. Ủa rồi kia ai biểu anh coi gì? Mẹ mua ngay, mua ngay. Tối ngày ốc đầu vô trong cái điện thoại chơi game á, rồi làm gì cháu? Chơi có mấy trận cũng làm. Ừ chơi mấy trận chơi tới 11 giờ dữ vậy đó. Đâu tới 11 giờ đâu, mới 11 giờ rưỡi đi ngủ rồi ho. Không có nhây với tao nha, cảnh giao phát à. Ủa anh điên thiệt à, anh điên thiệt. Thiến bỏ luôn, không có có xài không có gì hết trơn. Rồi lấy gì đấy? Không có đái mẹ hết trơn á, giờ thiến bỏ rồi mốt đái ngồi. Rồi khác, giờ không có hứng nữa. Giỡn mặt cái gì hả? Anh nói rồi đó, mai mốt tao đi thiến bỏ luôn. Có làm gì để không xài. Giỡn mặt cái gì? Ủa làm cái gì căng? Ngồi vô nằm xuống. Muốn nằm vô bây giờ cũng không hết lớn rồi. Cho nằm dưới luôn nè. Đi đâu khác luôn đi. Đi ra ngoài ngủ yên luôn đi. Đi lên chỗ ngủ đi. Tối ngày úp mặt vô trong game rồi làm gì vô cảm vậy? Tối ngày đâu, tối ngày. Rồi có chút xíu cũng là nữa. Lớn trời đầu rồi. Chút xíu vậy. Để một hai lứa rồi còn mê game là sao? Ủa lớn được
Lớn cái đầu rồi, nếu muốn làm gì kiếm ra tiền đi. Rảnh sao không đứng lên không mà phải tập thể dục thể thao gì đi. Tối ngày úp cái mặt vô chơi game là sao? Mãi tập rồi 5 phút rồi. Rồi cũng lan. Chồng con thì không quá ngàn tới. Thì thiến mẹ đi rồi lỡ để khỏi xài. Để mốt tôi đi chơi bd luôn. Về nằm xuống nè. Không có nằm mẹ gì chứ. Gì đâu cắt. Nằm dưới luôn. Giờ muốn sao? Muốn nằm ngồi giờ muốn đứng. Đi giờ đâu khác luôn đi. Có là mẹ làm cái gì vậy? Để riết rồi hả? Đụng anh nó nghẹt luôn mẹ cái đường ống rồi. Bây giờ đái không ra luôn. Anh quét cừ. Nó giỡn. Giỡn mà cừ. Ủa anh đái anh giỡn, gì? Con nãy giờ giỡn hay gì? Nãy anh điện ai vậy? Anh điện ai vậy? Điện qua bác sĩ Thái rồi anh á. Trời ơi. Vô. Dạ. Giỡn mặt cái gì trời. Nè. Nói đầu óc nó sao á ngọ mẹ. Không, nằm dữ thôi. Mơ nghỉ chơi à. Thời luôn. Thời mơ nghỉ chơi à. Mốt chơi. Nằm xuống. Vô. Vợ người ta hả? Vợ người ta hả? Tối là đèn ra hút 3-4 cái rồi. À đù. Còn vợ gì á mà tối ngày á, quanh năm suốt tháng á. Anh nổi lên uống cái rồi. Đúng là này. Anh nổi rồi. Đúng rồi là có con vợ Thái nè. Mà một tháng chơi được có con cái à. Anh chơi nổi rồi. Bởi một cái anh nổi không mà anh bị đặt so anh không bị anh ta. Bây giờ một cái không ra nó làm gì nó nổi. Trời ơi. Rồi nằm xuống. Ra hát đi. Nằm xuống. Nhường nằm dưới luôn. Nhường luôn á. Chắc luôn. Ra hát. Mà đứa nào đang ngủ đây mày. Ngủ mà nãy giờ nói cái gì anh ta kêu nằm xuống theo chịu. Tại ai? Tại ai? Bây giờ không có hứng nữa. Cái lúc hứng thì mình ngủ mà mình quắt cần câu rồi. Làm cái gì? Thì giờ hứng đi, mới xịt được hôm nè. Mới xịt, cuối mắt mẹ luôn. Thì ra hát đi. Giờ tao hết hứng thú rồi, giờ tao còn giờ hứng thú với con trai rồi đó. Mốt tao đi khẩu thực chuyển giới luôn. Chơi bê đê với ông Xuyên cái vậy? Ừ, mốt chơi thiệt luôn á. Cọ cọ đã hơn là không có cái gì để thọ. Xin lỗi, mời nghỉ chơi. Mời nghỉ chơi game rồi, mời nghỉ chơi. Đi ra chỗ khác. Tôi cắn một cái, không gọt cái răng bây giờ. Đi ra chỗ khác đi. Ôi, xin lỗi. Rồi, cái con vợ Thái, một tháng chơi được có một cái. Nhiều hơn cái chứ bộn. Nhầm có, không có khác cái nào luôn nữa. Không có à nha. Ra đi. Bây giờ tao thiếm bỏ khỏi xài. Để không khỏi không là lên lướt TikTok. Các lát nó tính như cây cơ vậy. Vậy không có TikTok của anh. Để TikTok gì vậy? Ok, xin lỗi, xin lỗi. Tôi đụng cái gớt bây giờ. Xin lỗi, chung chung. Giờ hết cảm giác với con gái là bà con gái gì luôn. Giờ tôi thích con trai rồi đó. Ôi nè, nè, hôn nè. Ôi, xin lỗi nè, để chơi game rồi, chơi game rồi. Cắm mặt tôi game đi, chơi game đi. Ôi, xin lỗi. Gác. Xin lỗi. Nghỉ rồi. Đi ra đâu hết nha, nghe chưa? Đồ cái con vợ Thái. Một tháng chơi không được một cái nữa. Chưa nè. Dạ. Thôi nghỉ rồi. Giúp. Nằm xuống. Có vô vậy chưa đó. Quyết định là tao đi thiến bỏ luôn cho mình khỏi xài. Chưa con trai gì nào, con trai đi thiến. Thiến bỏ luôn. Thôi giỡn, nghiêm túc, nghe giỡn. Không có giỡn, bản mặt này không thích giỡn mà. Tôi thích là làm thiệt, tôi đi tiến luôn. Ủa rồi nãy ông có giá bao nhiêu? Chưa báo giá. Ừ, trời em báo giá cho em 2 ngàn. Em hỗ trợ 50%. Thì giờ hết nghe chưa? Chưa hả? Một cái gãy răng đó. Trời ơi, xin lỗi, thương dạ. Nha, xin lỗi, thương nha. Nè, nằm nè. Ở đây. Giờ tao chán rồi. Thôi không hứng thú, không hứng thú nữa. Nhìn bản mặt giờ thấy ghét rồi. Có dấu ăn luôn mà. Đã hát đi. Đồ cái con vợ Thái. Đâu ăn luôn mà. Đâu ăn luôn mà.
khỏi lưng lên, mệt, dẹp.